trải đường lối muôn ngàn hoa. Đời bao gian lao nhọc nhằn, nhiều khi sóng gió cắt ngăn tình yêu. Hành trình tìm hạnh phúc em và anh, tựa hồ trong những giấc mơ mộng manh. Giữ cho nhau bao khát khao, giữ cho nhau bao ước ao, để xua tan lúc sóng gió dâng trào. Bàn tay nâng niu những ước mơ còn xanh, trong phút chốc bỗng rẽ màu phai tàn. Nhiều lúc hạnh phúc kề bên mà sao ta thở mau vội lãng quên. Tình yêu có lúc sân hận, có lúc vui buồn, để thấy yêu em ngàn lần hơn. Tình yêu hóa phép nhiệm màu, bước qua u sầu, cho đôi tim mình được bên nhau, bên nhau. Con Trang nó đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nữa. Biết vậy nãy đi theo nó luôn cho rồi. Ở nhà nóng ruột quá, không biết kết quả làm sao nữa. Trời ơi, đại trời lại Phật, ông bà ông giải phù hộ cho kết quả nó đúng là máu mủ của nhà này. Nếu không á thì chắc là tôi chết quá. Trang đó hả? Trang. Dạ mẹ con nè. Ừ hả con. Ờ sao mà đi đâu giờ này quá hả? Ở nhà buồn quá nên con qua đây chơi với mẹ. Sẵn con có đi chợ mua ít đồ ăn nè, bây giờ con vô bếp nấu ăn rồi gọi điện cho anh Chính về ăn với mẹ cho vui nha. Ăn uống gì con, bữa nay mẹ bận, hay là con đem về đi rồi lát nữa nấu cho chồng con ăn ha. Sao vậy mẹ, hay là mẹ giận con chuyện gì hả? Không, không có giận gì hết đó. Mà tại vì mẹ bận một chút chuyện, mẹ hẹn với mấy người bạn lát nữa qua nhà chơi. Không có giận đâu con. Có thiệt là... Con đi về đi ha. Con về luôn ha. Có thiệt là mẹ không giận con chuyện gì không? Không, mẹ không có giận, mẹ bận thôi à. Thôi bây giờ con về luôn ha. Đi, đi về đi. Đi, Trang. Ủa? Đi, vô đây, vô đây, đi. Cái gì vậy mẹ? Đi. Vô đây, vô đây. Con ơi, sao rồi? Kết quả sao rồi? Xét nghiệm sao rồi? Mẹ bình tĩnh đi, bình tĩnh. Con nói liền cho mẹ nghe coi. Dạ, nè, đây nè. Con báo cho mẹ biết, mẹ có cháu nội rồi. Nó chính xác là con của thằng Chính đó mẹ. Là sao? Nè, đây nè. Mẹ coi đi. Đó, mẹ từ từ có chừng rách đó. Chính xác rồi. Mẹ có cháu nội rồi. Đúng rồi mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cấp cứu. Mẹ ơi. Hạ. Hạ ơi. Cấp cứu đi Hạ. Hạ ơi. Mẹ ơi mẹ. Hạ ơi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Trời mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Cứu liền đi. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Alo, cấp cứu. Bác sĩ ơi, mẹ của tôi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà nhà đó bị xúc động quá mức. Nói chung người già mình không nên để cảm xúc quá đột ngột như vậy, dễ bị gây tai biến lắm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mẹ của tôi không sao á là mừng lắm rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ đã tới đây chăm sóc cho mẹ tôi. Ráng chăm sóc cho bà cẩn thận nha. Dạ. Thôi tôi về, chào cô. Cảm ơn bác sĩ.
trời còn thương mẹ, cho mẹ sống để mẹ bồng cháu nội của mẹ. Mẹ sẽ kiếm đứa con nuôi về cho con nha. Mẹ sẽ ẵm về cho con. Mẹ đang mệt mà nghĩ tới con làm gì? Mẹ nằm nghỉ đi mẹ. Mẹ thấy mẹ đỡ rồi, mẹ chỉ mệt một chút thôi. Mẹ ơi, bác sĩ mới chích thuốc trợ tim cho mẹ đó, mẹ nằm nghỉ cho khỏe nghe mẹ. Được rồi. Hà nè, con nuôi đứa con nuôi này lấy phước nha, rồi sanh cho mẹ vài đứa nữa, như vậy là mẹ vui lắm, mẹ mãn nguyện lắm nha con. Bây giờ mẹ nhắm mắt một chút đi, một lát nữa ngủ dậy mẹ thấy khỏe liền à. Mẹ sao rồi em? Chị hai, mẹ vừa ngủ rồi đó chị. Thôi, chị cũng về phòng nghỉ một chút nha. Chị hai nè, em thấy dạo này mẹ có gì bất thường lắm, lại bị ngất xỉu như vậy nữa. Tự nhiên em thấy lo quá, không biết là có chuyện gì xảy ra với mẹ không nữa. Không đâu, tại vì mẹ bị tăng xong đó, thời tiết lại thay đổi nữa, cho nên mẹ mới như vậy. Nhưng mà em thấy hình như là có chuyện gì đó xảy ra với mẹ đó. Chị đã nói là không sao mà, bác sĩ nói á, mẹ chỉ cần ngủ một giấc á là khỏe thôi. Thôi, chị vô nằm nghỉ nha, đi từ sáng tới giờ chị cũng mệt nữa. Nghe, nghe, nghe anh nói đi mà. Anh bỏ tay tôi ra đi, trễ giờ rồi, tôi còn phải về nấu cơm cho thằng Sony ăn nữa. Em à, anh tặng em nè. Buông ra đi, anh làm cái trò gì vậy hả? Em tha lỗi cho anh đi mà, em có biết là em giận anh như vậy á, làm trái tim của anh muốn bể ra đây nè. Thôi, anh đừng có làm mấy cái trò lố bịch như vậy nữa. Nhìn mặt anh á, tôi biết không có gì tốt đẹp hết trơn. Anh á, chỉ toàn làm những chuyện xấu xa đồi bại thôi à. Anh biết là em giận anh, nhưng mà em ơi, em tha cho anh lần này đi. Anh thề với em, anh chỉ vô tình vô mấy trang web bậy bạ đó thôi à. Anh mà biết em không thích á, lần sau anh không có dám vô nữa đâu. Anh hứa với em đó, nhận đi mà em. Nghe, anh xin lỗi em mà, anh hứa với em đó. Bà xã ơi. Thôi, tha cho ảnh đi, ảnh biết tội rồi kìa. Con không biết quỳ xuống nhan xin nữa. À, quỳ. Thôi mình đi đi. Sinh kỳ cục quá vậy, tự nhiên cái đi diễn mấy cái trò lố bịch trước công ty em vậy đó hả? Vậy thì anh phải làm sao em mới tha lỗi cho anh đây? Không thôi hả, anh còn làm lố hơn gì nữa. Tha lỗi cho anh nha bà xã. Bà xã, xe anh đâu rồi? Để bên kia kìa. Vậy là sao? Thì lấy xe đi. Vậy là em tha lỗi cho anh rồi phải không? Bà xã là số 1 nha, anh đi nha, đừng có giận nữa nha. Cây này là anh xin được của chú Bảy Cờ đúng không? Cái cây này làm sao mà xin được? Đây là chiến lợi phẩm của anh đấy. Chiến lợi phẩm? Nói nghe ghê dữ vậy. Em biết không, 10 năm nay trong bàn cờ của chú Bảy không có ai phá được bàn cờ của ông hết nha. Chính vì vậy ông mới thách anh. Ông nói nếu mà anh mà phá được á, ông sẽ tặng cho anh cái cây này luôn. Lúc đầu anh tưởng là khó lắm, ai dè một lúc sau xong luôn. Anh nói vậy á, cái cây này quý dữ lắm hả?
cây này là cây quý nhất của ông Bảy đó nha. Hai đứa đang làm gì đó? Hả? À? Mẹ. Dạ, mẹ vô nhà. Rồi, cảm ơn con. Nè hả, Chính, hai đứa qua đây. Ngồi xuống đây, mẹ báo cho một tin rất là vui. Có tin gì vậy mẹ? Hôm nay cổ phiếu của mẹ lên trần hay là mẹ trúng số độc đắc? Mẹ mà trúng nhiều á, nhớ chi cho tụi con để tụi con đi du lịch nha. Còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Mẹ, mẹ đừng nói là mẹ muốn cưới chồng cho chị Hai nghe. Trật lất luôn. À, anh biết rồi. Mẹ định tái giá đúng không? Cái thằng nó chọc mẹ hoài à. Tuổi mẹ sắp xuống lỗ mà còn tái giá cái gì nữa chứ. Hai đứa nghe nè, một tin rất là vui. Mẹ đã kiếm được cho hai đứa con một thằng con nuôi rồi. Thiệt vậy hả mẹ? Ừ, trời ơi, thằng nhỏ mới sanh khỏe mạnh, dòm nó đã rất là dễ thương. Mẹ ơi, vậy bây giờ mẹ đưa con tới đón thằng nhỏ liền đi mẹ. Ừ. Anh Chính ơi, vậy là tụi mình sắp có con nuôi rồi đó anh. Mẹ, mẹ tìm cháu ở đâu vậy mẹ? Ở bệnh viện nào? Hay là nó bị mẹ nó bỏ hả mẹ? Trời ơi, ta nói nôn nóng quá, mừng quá rồi hỏi tía lia làm sao mà trả lời được. Ừ? Mẹ con vui quá à. Nè, mẹ đã kiếm được một đứa con trai rất là dễ thương, nhưng mà phải 6 tháng nữa mới đưa về đây được. Vì lúc đó nó còn bú sữa mẹ, cho nó cứng cáp mình mới đem về đây được, đúng không? Ừ. Tôi 6 tháng nữa hả mẹ? Ừ, 6 tháng nữa. Với lại đó, phải 6 tháng nữa mới là cái tháng tốt để cho mình rước một người về nhà. Mẹ đã coi thầy rồi, ông thầy nói là phải qua 6 tháng nữa thì mới tốt được. Lâu quá. Nhưng mà không sao, con chờ được. Ừ. Vậy là từ nay trở đi con Vinh Chính sẽ chuẩn bị đi đón con nuôi về mẹ ha. Ừ. Sao? Làm cái gì mà con không vui mừng vậy? À, tại thôi, mẹ với Hạ tính như thế nào cũng được. Con á, mà con cũng thích nuôi con nuôi lắm. Ừ. Con chỉ thích nuôi con của mình thôi, bởi vì con với Hạ đều khỏe mạnh hết mà. Tự nhiên mẹ đi xin con nuôi. Ừ. Vậy thì biểu Hạ sanh đi. Ừ. Thì thôi, biểu nó sanh đi. Tại mẹ thấy á, tụi con á, là không có sanh đẻ được, cho nên á, mẹ nghĩ là bắt buộc là mình phải sinh con nuôi, để cho nó có cái gì đó là thuận lợi hơn, đem cái lộc cái phước cái hên về nhà. Mà lúc đó đó, cái đường con cái của mình á, nó sẽ may mắn hơn. Rồi à, tụi con sẽ sanh đẻ được, nuôi thêm được nữa, tha hồ mà nuôi. Dạ, con thấy mẹ nói đúng. Ừ. Có con là có phước. Vậy là từ nay trở đi con với anh Chính sẽ có đứa trẻ trong nhà. Ừ. Để cùng nhau chăm sóc và bế bồng. Tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Ừ. Anh. Ừ. Anh cảm ơn mẹ đi chứ. Chứ mẹ quan tâm cho tụi mình nhiều vậy mà. Dạ, con cảm ơn mẹ. Coi đó, nó cảm ơn mà nó miễn cưỡng như vậy đó. Cái thằng. Thôi con à, nghe lời mẹ đi nha. Có một đứa con như vậy á, thật là tốt đẹp, hiểu không? Đường con cái nó sẽ thuận lợi hơn cho mình. Nè, mẹ nói cho con biết nha, con mà nhìn thấy thằng nhỏ rồi á hả, mẹ nói thiệt 100% á là con còn mê hơn con Hạ nữa đó. Con mẹ nói vậy làm con nôn quá. Bây giờ á, con chỉ muốn là đón thằng nhỏ về liền ngay bây giờ thôi. Mẹ, hay là mẹ dẫn con đi thăm thằng nhỏ liền bây giờ đi mẹ. Ờ, không được, cái này thì không được. Mẹ dứt khoát là không được. Mẹ nói cho con biết nè, con chỉ được nhìn thấy mặt thằng con trai nuôi của con á khi nào mà mẹ ẵm cháu về á, bước vào trong nhà này trao tận tay cho con thôi. Mình mà làm sai á là nó không có cái lộc, không có cái hên đâu, nghe chưa? Dạ, vậy con ráng chờ. Ừ, phải chờ. Thank you.
Nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên, ông sắp về rồi. Mèo của ổng là Sony 2008. Bát là gì ta? Bát là ngày tháng năm sinh của mình. Không được. Ngày tháng năm sinh của thằng Sony. Không được luôn. Ngày tháng năm sinh của ông Minh. Cũng không được. Hay là mình đảo lại. Ngày tháng năm. Đúng là ngày tháng năm sinh của thằng Sony đảo ngược lại. Để coi. Để coi hộp thư của anh. Của anh làm cái gì trong đây hả Minh? Anh thấy sao? Tất cả các báo cáo tài chính đều cho thấy là chúng ta chi nhiều hơn thu ở tất cả các bộ phận. Từ những cửa hàng kinh doanh, nhà hàng cho tới các trung tâm spa đều bị lỗ nhiều hơn lãi. Điều đó cho thấy là chúng ta không thể cùng một lúc quản lý điều hành nhiều thứ như vậy được. Em sẽ lập tức cho họp các quản lý. Nếu cần thì sẽ thay quản lý mới, tuyển người có năng lực với mức lương cao hơn. Anh lại không nghĩ như vậy. Trong khi chúng ta hiện giờ nợ ngân hàng quá nhiều, mà kinh doanh á, thì hiện nay chỉ trông vào mỗi phòng kinh doanh với sự chỉ đạo trực tiếp của em, cùng với các hợp đồng kinh doanh á, là có lời chút đỉnh. Còn lại tất cả các bộ phận khác đều phải bù lỗ cả. Trong khi thời gian bù lỗ cho phép của chúng ta đã hết tới nửa năm rồi. Vậy theo anh, em phải làm gì để kéo các bộ phận thu lỗ lên? Giải thể. Sao? Anh nói cái gì? Giải thể? Đúng vậy. Giải thể nó. Chúng ta nên rút gọn thay vì phình to ra, trong khi không có khả năng điều hành, không có khả năng kiểm soát nữa. Không được. Rút gọn lại như vậy á, khác nào là chúng ta thông báo công ty chúng ta xuống cấp. Không, em không đồng ý với quan điểm này của anh. Công ty của chúng ta phải càng ngày càng phát triển, chứ không thể ngày một rút gọn đi như vậy được. Đó còn là bộ mặt để duy trì các nguồn đầu tư khác nữa. Anh chẳng hiểu gì hết. Anh thì thấy sự phát triển của công ty á là nằm ở những con số thực có, chứ không phải là sự giả tạo như hiện nay. Em đâu cần phải làm bà chủ của spa hay là cái nhà hàng ế ẩm đó. Em biết là hiện nay bộ phận kinh doanh chưa tốt và em cần phải đầu tư thêm cho các bộ phận đó. Nhưng em vẫn giữ quan điểm là phải củng cố lại hệ thống quản lý, đồng thời lấy phần lợi nhuận của bộ phận kinh doanh tốt đắp sang chỗ chưa tốt. Em phải duy trì tất cả các bộ phận. Anh á, thì anh thấy em đang liều lĩnh, lao vào lửa như con thiêu thân vậy. Thấy chết mà vẫn lao vào. Anh cứ yên tâm đi, em có lao vào lửa cũng không kéo theo anh và con đâu. Làm ăn gì lúc nào cũng tính đến an toàn, suốt ngày an toàn như vậy á, chẳng bao giờ khá lên được. Mà an toàn nhất á là em ở nhà nấu cơm cho anh và con ăn, rồi hàng ngày đến trường dạy, nhận cái mức thù lao chết đói á. Cái chip ngủ đi. À, trời ơi, mỏi lưng quá à, nghỉ chút coi. Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi. Làm gì thì làm, cũng phải biết thương cái thân mình trước tiên đó. Ông Hoàng á,
ổng trốn việc nhà, đi làm phim. Chán dễ sợ chi à. Từ bữa ổng đi tới giờ cũng cả tuần rồi chi à. Đi á mà không thèm gọi điện về nhà hỏi thăm con cái lấy nửa lời. Ổng chỉ gọi về nhà bà nội để hỏi qua bà ấy thôi. Cha Hoàng này, coi bộ cũng con nít dễ sợ, cố chấp quá. Hay là em làm cái gì quá đáng cho nên ổng giận? Em có làm gì quá đáng đâu chị. Chỉ tại ông ấy lười biếng, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Lúc trước á, chưa có con thì em còn rảnh rang làm hết việc nhà cho ảnh được. Bây giờ có con rồi, bận rộn như vậy, ảnh cũng không muốn giúp đỡ cho em là sao? Còn bày đặt giận em nữa hả? Em cho giận luôn. Trời đất ơi, chồng giận á thì vợ phải bớt lời. Có như vậy á, gia đình mới êm ấm được chứ. Anh Hoàng không gọi điện về thì em phải chủ động gọi cho anh chứ. Nói là anh ơi, anh có nhớ em không? Hay là anh ơi, anh có khỏe không? Chị bảo đảm với em á, em nói vậy anh Hoàng sẽ hết giận em liền á. Mà có khi á, một ngày anh lại gọi về hơn một chục lần luôn á. Sếp, ai thèm xuống nước trước chứ, còn khuyên. Ổng gọi cho em thì gọi, còn em không gọi cho ổng đâu. Nè, em nên nhớ, đàn ông xa vợ mà trong lòng mang tâm trạng giận hờn như vậy, người khác á, dễ làm cho mũi lòng lắm á. Gọi điện cho ảnh đi, không thôi lại ân hận bây giờ đó. Kệ ổng đi, ổng muốn đi với ai thì đi, em cho đi luôn. Mà tại sao em phải đi ghen với ổng làm gì? Em cũng có giá của em chứ bộ. Ông ấy đi tối ngày không lo ở nhà, em có bồ sao? Từ giờ em thay đổi tư duy rồi chị ơi. Ông phải ghen em chứ em không thèm ghen ông ấy. Thôi đi cô nương, đừng có tự dối lòng nữa. Nhìn cái điệu bộ của cô giống như nhớ chồng đến rụng rời tay chân, không có làm gì được kìa. Nói trúng tim đen này đúng không? Cái gì chứ, mệt chị quá à. Thôi em đi nấu cơm đây. Chị muốn gọi cho mấy thì gọi, còn em không gọi đâu. Bây giờ bắt đầu máy sẽ lấy trung cận hai đứa em trước, rồi sau đó anh sẽ tỉa cận hai đứa sau, hiểu không? Rồi cứ giữ tâm lý tốt như vậy là được rồi. Đây là cảnh quan trọng nhất của phim, cho nên hai người phải diễn xuất sao mà diễn xuất ở mức tốt nhất có thể. Đây là nụ hôn đầu tiên mà hai người hôn, mở màn cho mối quan hệ của hai người. Cho nên diễn làm sao á phải ngọt ngào và mãnh liệt. Ngọt ngào và mãnh liệt đó nha. Ok anh. Nè em. Rồi, cần tới đạo cụ này nữa hả? Vậy mới tự tin diễn. Sao, rồi. Camera xong chưa? Dạ xong rồi anh. Chơi nha. Ok. Xong rồi anh. Nè em. Chị gửi. Bắt đầu luôn nha anh. Kéo hết qua anh kia đi. Em thử rồi, đi. Rồi kéo nữa. Cảm ơn nha. Anh chu đáo ghê á. Có gì đâu. Được rồi. Hai diễn viên xong chưa? Dạ xong okay rồi. Ok anh. Camera. Ok. Rồi chuẩn bị nha. Máy. Máy xong. Diễn. Ok, cắt, tốt lắm. Em nghe tốt lắm. Nè, phó đạo diễn, sáng giờ những cảnh quan trọng mình đã làm hết rồi, tôi cảm thấy hơi mệt quá. Cậu thay tôi quay mấy cảnh ngoại này nha. Ok, tôi đi đây. Rồi, chuẩn bị phân đoạn tiếp theo đi anh em ơi. Cảnh, di chuyển máy qua đây cho anh. Lẹ lên cưng.
cứ thư giãn đi, để em massage cho anh. Chỉ một lát nữa thôi là anh sẽ thấy thoải mái liền à. Tự nhiên anh thấy nhức đầu, cặp mắt cứ sụp xuống hoài à. Chắc tối qua quay khuya quá nên bị cảm. Sáng nay ngủ dậy á đã thấy khó chịu rồi. Nhưng hôm nay quay toàn cảnh quan trọng, anh ráng quay cho xong. Cảm ơn em. Anh cảm thấy đỡ rồi, không cần massage nữa đâu. Anh cứ nằm im đi. Đừng có ngại, để em làm cho. Em học được bài massage này á là từ ông nội của em. Hồi trước ông nội của em có làm bên đông y, cho nên có truyền lại cho em bài massage này. Chút xíu nữa là anh sẽ thấy dễ chịu liền à. Hồi nãy á, cảnh nụ hôn của hai người á, thật đã mắt, nóng cả cái monitor của anh luôn. Vậy lúc đó anh có biết là em đang tưởng tượng ra mình đang hôn ai không? Thì là người thân yêu của mình. Đó là nụ hôn mà đối phương em tưởng tượng ra chính là anh đó. Anh có muốn biết là nụ hôn đó nóng bỏng như thế nào không? Thôi, anh không dám thử đâu, lỡ mất công ghiền á, rồi quên mất đường về nhà với vợ chứ con thì chết. Tha cho anh đi. Sao anh nhát quá vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Em cũng đâu có làm gì anh đâu mà anh sợ dữ vậy. Thôi, tha cho anh lần này đó. Anh nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước nha. Giờ mới chịu gọi về hả? Không thèm nghe luôn. Giờ con ở nhà chết hết rồi. Nghe đi em, ông không gọi về thì cứ trách tại sao không gọi về. Đến khi người ta gọi về thì không chịu nghe. Em kỳ cục thiệt á. Chưa kịp nghe thì đã tắt máy rồi. Thôi kệ, ông cần thì ông gọi, không gọi thì thôi. Trời đất ơi, em đúng là cứng đầu cứng cổ thiệt á. Em làm như vậy có khi đàn ông họ mệt mỏi lắm đó. Cứ nhõng nhẽo hoài vậy. Em là vậy đó. Trước khi cưới, ông biết tính em rồi mà. Ai biểu chọc giận em làm gì? Đúng là anh Hoàng á, anh thích ba cái tính trẻ con đó của em đó. Nhưng mà có khi anh lại mê em vì cái tính đó đó. Mà coi chừng đó nha, em mà cứ dở ba cái trò nhõng nhẽo vậy hoài, coi chừng bị lờn thuốc đó. Bé Chip chơi ngoan nha, cô Hạ về nha. Nhưng mà nè, em nhớ gọi điện cho anh Hoàng nha. Mai chị qua em nha. Em ở nhà có một mình, hai mẹ con em buồn lắm. Chọn cái nào đây? Cái này đi. Mình sẽ lăn xê cái này. Nếu được á, mình sẽ phát triển luôn.
Dù sao á, đây cũng là một nhà tạo mẫu trẻ, có triển vọng nữa. Được á. Mẹ. Được không mẹ? Được, được. Đẹp, đẹp. Được, được, đẹp, đẹp. Khen mà hờ hững sợ luôn. Ừ. Nè, Trang nè. Dạ. Mẹ nói nè, từ đây mà cho đến lúc mẹ đón cháu về nha, mẹ ở bển nha, tối ngủ ở bển luôn đó. Cái gì? Thì để cho cháu nó quen hơi bà, lúc đón về khỏi khóc. Trời ơi, gì vậy? Mẹ qua bển hả? Ừ. Rồi ở đây ai chăm sóc con? Trời ơi. Con biết ngay mà, có cháu nội rồi quay qua quan tâm chăm sóc cháu nội thôi, đâu thèm quan tâm tới con Trang này nữa đâu. Trời ơi, cái mặt kia. Bởi vậy thì tuổi thân dễ sợ. Tổ cha cô còn ghen với cháu cô nữa hả? Vậy thì đi lấy chồng đi, đi lấy chồng cho chồng chăm sóc mình. Nữa, cứ nói tới mấy chuyện chồng con hoài, ta còn nhỏ chứ buồn. Mẹ thì có qua bển á, thì ở nhà cũng có chị Khoai kìa. Mà con muốn ăn cơm với mẹ cũng được. Mẹ đi đi về về mà, qua bển ăn đi. Mẹ. Cái gì? Con giỡn với mẹ thôi. Trời đất ơi, nãy giờ giỡn đó hả? Giỡn á. Kỳ này con bận rộn lắm á. Vậy hả? Cho nên mẹ cứ yên tâm lo cho cháu đi. Con á, con tiện đâu thì con ăn đó thôi. Vậy ha. Mẹ đừng có lo cho con. Thống nhất vậy ha. Dạ. Nè, mẹ cũng có chuyện lo nữa đó nha. Lo gì nữa? Mẹ thấy dạo này con Hoài đó, nó quý thằng cu quá đi. Mẹ lo lo làm sao á. Cho nên mẹ mới tính ở luôn bên đó, để chăm sóc, rồi canh chừng nó luôn. Bởi vậy, ngay từ đầu con đã nói với mẹ rồi, cái chuyện này nó không có đơn giản đâu. Trời đất ơi, cổ á, cổ mang bầu á, cổ thừa nhận là cổ kiếm tiền đúng không? Cổ mang bầu cổ đẻ giùm cho gia đình mình thôi. Mới đầu á là kiếm tiền, bây giờ á mang bầu 9 tháng, đẻ ra nhìn thấy đứa nhỏ dễ thương quá, cho nên tình mẫu tử nó mới trỗi dậy. Ngay từ đầu rồi đã nói là nó không có đơn giản rồi. Thôi, một mũi tên bắn ra khỏi cung rồi, không có ai rút lại được. Mẹ đã thành công được 9 phần rồi. Mẹ có một cái thằng cháu nội đẹp như thiên thần vậy. Cho nên đó hả, còn 1% phiền phức nữa, mẹ ráng mẹ giải quyết. Theo con á, thì mẹ nên đón cháu về càng sớm càng tốt, cho bú bình đi, cho bú mẹ hoài mốt khó dứt lắm á. Con không có biết gì hết trơn á. Ngày xưa đó ha, mà khi người mẹ mà không có sữa đó, người ta còn bú vú em để cho con cho cháu người ta bú sữa nữa đó. Mà nỡ lòng nào để cho cháu mẹ không được bú sữa. Đi lại con không biết chứ, mấy bữa rày nó bị tiêu chảy, mẹ chưa muốn tách hai mẹ con nó ra. Thấy chưa, càng ngày càng không đơn giản rồi, thấy chưa. Nói thật ra thì mẹ cũng thấy thương con Hoài, vì hoàn cảnh nó phải rứt ruột để sanh giùm con cho mình. Mẹ nói thiệt nha, sau này khi mà đón cháu về, mẹ sẽ xóa hết mọi dấu vết, không cho nó biết tung tích để nó tìm được con. Nhưng mà mẹ sẽ âm thầm mở cho nó một tài khoản, đặng mà mỗi năm mẹ gửi cho nó một ít tiền, coi như là con trai nó báo hiếu cho nó. Vậy được không? Con thấy mẹ làm vậy là quá chu đáo rồi. Con nghĩ con Hoài chắc nó cũng tính là nó sẽ trả con lại cho mình thôi. Nó còn phải về quê lấy chồng nữa. Mẹ cũng đừng suy nghĩ lung tung chi cho nó mệt. Ừ, thôi vậy cũng được. Góc máy ở đây á, anh bảo đảm với em á, lấy toàn ra cực đẹp luôn. Dạ. Anh em ơi, nghỉ ăn cơm trưa đi, tí nữa quay nha. Dẹp máy đi em. Rồi rồi rồi, nghỉ tay ăn cơm trưa anh em ơi. Cảm ơn. Anh uống đi. Trời nóng quá. Cảm ơn anh. Anh á, đạo diễn gì đâu mà nhát thấy sợ luôn vậy. Lỡ như mai mốt diễn viên kêu anh thị phạm thì sao? Nếu diễn viên kêu thị phạm á,
thì đạo diễn cũng phải làm. Vậy thì chút xíu nữa anh qua phòng em nha. Tại vì em có cảnh này mà băn khoăn không biết diễn như thế nào, muốn hỏi ý kiến của anh coi sao. Anh qua nha. Nè, ở trong đây có giò heo đó, chị lấy hầm cho con Huệ nó ăn cho nó có sữa nha. Dạ. Từ bữa nay tôi qua đây tôi ở luôn để chăm cháu, chị nấu cho tôi ăn luôn đó. Dạ. Nè, thằng nhỏ nó có ngoan không? Tối ngủ có quấy nhiễu không? Chàng ơi, nó ngoan như con chó con vậy đó bà. Ăn rồi ngủ im thêm thiếp à. Khi nào nó đái ướt tả thì nó ọ ẹ chút thôi à. Để tôi vô với nó. Dạ. Nè, chị nhớ những gì tôi dặn không vậy? Bà yên tâm đi bà chủ, tôi canh chừng không cho cổ đi đâu ra ngoài hết trơn á. Mà coi bộ ý đồ của cổ á, không có muốn đi đâu hết trơn á. Cả ngày á, cổ cứ quanh quẩn bên em bé không à. Vậy là tốt rồi. Chị ráng trông con Huệ với cháu nội của tôi tốt nha. Dạ. Khi nào mà hết rọc đồng á, thì tôi thưởng chị hậu hỷ đó. Dạ, cảm ơn bà chủ, tôi sẽ cố gắng hết mình. Vậy ha. Dạ. Dạ. Sao, có chuyện gì không em? Chị Hai ơi, mẹ đi đâu từ sáng tới giờ chị biết không? Em muốn gặp mẹ để hỏi chuyện, nhưng mà không có gặp được. Trời đất ơi, em không biết hả? Dạo này á mẹ bận rộn dữ lắm. Mẹ bận việc họ, việc hàng, việc bạn bè, rồi ngay cả cái việc mà đón cháu về cho hai đứa nữa. Thì em cũng đang băn khoăn cái chuyện con nuôi nè. Từ lúc mẹ nói chuyện đó với em tới giờ, em có gặp mẹ được đâu. Ủa? Em có gì thắc mắc hả? Chị tưởng là em rất là muốn sinh con nuôi chứ. Thì em thích thiệt, nhưng mà em lo lắm. Đáng lý ra mẹ phải ẵm ngay đứa nhỏ về, ngay khi nó vừa được sinh ra. Đằng này để mẹ nó nuôi nó tới 6 tháng. Rồi trong 6 tháng đó, lỡ mẹ nó thương con rồi không muốn cho nữa, hay là... Thôi chị hiểu ý của em rồi. Nhưng mà không sao đâu. Cái này là mẹ của đứa bé không có điều kiện nuôi con, cho nên mới đem cho mình như vậy. Thật ra em biết làm sao không? Cổ có mối lấy chồng người nước ngoài rồi. Khi mà cổ sanh xong á, khi đứa bé vài tháng cứng cáp á, thì cổ sẽ giao lại cho mình. Đứa bé này á, là do cổ trót dạ với một người khác, cho nên á, mới đem cho mình vậy. Em nghe chị nói vậy á, em yên tâm lắm. Nhưng mà em lo. Lo là... gì nữa? Em lo lỡ như mẹ nó không muốn cho nữa thì mình lại mất cơ hội. Thiệt là tội nghiệp, đứa nhỏ vừa sinh ra lại bị mẹ bỏ rơi rồi. Không được mẹ đón nhận, thôi thì cứ để người mẹ nuôi này trông ngóng từng ngày. Thiệt tội quá ha chị. Đâu, cháu nội của tôi đâu? Bà nội qua đây ở luôn với con nè. Sắp tới ngày mẹ Hạ đón về rồi nha. Mẹ Hạ mong đón từng ngày nha. Gì vậy? Sao đương khi không ôm chặt nó làm chi cho nó khó chịu vậy? Cô để nó nằm xuống đi. Tôi nói cho cô biết nè, thằng nhỏ nó cứng cáp rồi, sắp tới ngày giao con cho mẹ nó rồi. Cô bớt bớt ẵm đi, để cho nó khỏi quen hơi. Chỉ khi nào cho bú á thì cô mới ẵm, còn không thì thôi. Gì vậy? Sao vậy? Bà ơi, con... Đứa bé này là do con sinh ra, nó là con của con. Con... Trời đất ơi, sao con cáo trở vậy? Hả? Cô đã ký hợp đồng trong cam kết đó, là cô sanh giùm cho con dâu tôi một đứa con. Bây giờ cô nói cô là mẹ của nó làm sao? Trời đất ơi, tôi đã làm tất cả những cái hợp đồng theo yêu cầu của gia đình cô rồi, cứu cô khỏi nợ nần rồi. Bây giờ cô không đồng thuận theo tờ cam kết là sao? Dạ con biết, nhưng mà nó cũng là một phần cốt nhục của con. Con có nỡ xa nó bà ơi. Đưa đây, đưa cháu của tôi đây. Đưa đây, đưa đây. Con,
Bà thương. Ồ, nè. Cô cứ lằng nhằng vậy hoài sao được hả? Cô đã làm bản cam kết rồi, lúc đó cô đã suy nghĩ rồi, cô chấp nhận hoàn cảnh rồi. Bây giờ hả? Cô còn lằng nhằng nữa, làm sao? Hả? Cô đã đồng thuận rồi mà. Dạ con biết, con biết nhiệm vụ con đã hết, con phải trả đứa bé cho bà. Nhưng con đau lòng quá bà ơi. Cô thiệt là kỳ cục. Cô hãy quên chuyện này đi. Khi cô có vốn liếng rồi thì về quê lấy chồng, rồi làm ăn, sinh con, đúng không? Đó mới là con của cô, hiểu không? Bà, ngày ta trao nhau nụ hôn, tình yêu trong ta hồi sinh, bỏ quên bao nhiêu lo toan. Dù có những lúc hờn ghen, dù đôi lúc sóng dâng trào, cuộc tình chúng mình vẫn mãi như hoa đẹp xinh. Nào cầm tay bước bên nhau, cùng nhau vững bước mai sau, từ đây sẽ không bao giờ lìa xa. Em cùng anh bước chung đôi, chỉ cần nhiều đó thôi, mãi mãi bên người sẽ không chia lìa đôi. Nơi hoàn hôn lúc ban sơ, tâm hồn trao ước mơ, hai trái tim hồng mãi yêu thương mặn nồng. Ngày mới đã đến cùng ta, đẹp xinh tươi trao dâng, ngày ta trao nhau nụ hôn, tình yêu trong ta hồi sinh, bỏ quên